cứu con. Ăn chùa uống chùa, ở nhà chúng tôi bao nhiêu năm qua. Cho con trai tôi vui vẻ chút. Thì đã làm sao chứ? Ba. Mẹ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Hình như tắt thở rồi. Đừng sợ, không sao đâu. Chỉ là một người phụ nữ, mất mạng thì mất mạng thôi. Châu gia cũng không thèm tìm đâu. Tìm một chỗ chôn đi đã. Làm ma cũng không tha cho các người. Là bà đang nói sao? Không có. Đau đầu quá. Mình đang ở đâu vậy? Liệu có phải là làm thêm không? NPC của trò chơi trốn khỏi mật thất. Tiêu rồi, vẫn phải làm việc. Không phải cô ấy không còn thở sao? Sao sống lại rồi? Lý Ngọc Thi. Cô là người hay là ma? Ngọc Thi. Cái tên chẳng hay gì cả. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Bà thím. Tôi là Lý Minh Châu. Giờ tôi là gì? Thật khó nói. Lý Ngọc Thi. Tôi nói mà. Một người mạnh khỏe vừa chạm liền ngất. Bớt giả khùng ở đây đi. Nếu cô chưa mất mạng thì cô mau về quê kết hôn đi. Người vừa xấu lại vừa bị điếc. Tôi đã nói rồi, tôi là Lý Minh Châu. Lý Ngọc Thi. Cô dám đánh con trai tôi, còn gọi sai nữa. Tôi đánh cả ông luôn đó. Tôi là Lý Minh Châu. Đại ý là viên ngọc sáng chói. Đừng có ra vẻ oai phong ở đây. Ở nhà chúng tôi ăn trực uống trực bao năm qua, nhưng lại không phải là con ruột của chúng tôi. Cô chính là người mà Châu gia ở dưới quê không cần đến, nên muốn bán rẻ để đổi lấy sính lễ. Mà cô lại dám đánh đứa con trai vàng ngọc mà tôi vất vả lắm mới tìm lại được. Đúng vậy đó, cô đã dùng thân phận của tôi ở Lý gia bao nhiêu năm như vậy. Cô ở đây giả làm con gái một sao? Còn tôi, một mình, ở quê nhà Châu gia, chịu khổ chịu cực. Cô phải nhớ rõ thân phận của mình. Ba mẹ ruột của cô đã bán cô cho cái tên nhà quê, đã ly hôn và có con. Tên lưu manh không có việc làm, để làm vợ rồi. Cô còn không mau cút đi. Cô quay về làm gì? Không lẽ cô muốn quyến rũ tôi? Muốn ở lại Lý gia chúng tôi, làm con dâu? Cô đừng có mà mơ. Bọn họ đang nói gì vậy? Chẳng lẽ mình không phải NPC của trò chơi trốn khỏi mật thất? Chẳng lẽ mình đang được bổ sung cốt truyện sao? Một vài khu rừng ở khu Đại Hưng An Lĩnh cùng lúc bị bốc cháy lớn. Đây là vụ cháy lớn nhất kể từ khi 1987. Lý Ngọc Thi. Cô đợi đã. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Báo đây. Ai mua báo không? Báo tuần sau đây. Bạn nhỏ, bây giờ là năm bao nhiêu? Năm 1987. 1987 thật sao? Trời đất linh thiêng. Mình thực sự đã xuyên không? Lúc nãy các người nói, tôi có một người chồng ở dưới quê, đúng không? Bảo anh ấy nhanh chóng đến đón tôi đi. Cô là ai? Ly hôn vẫn phải nuôi con, tên lưu manh không có việc làm, người đàn ông trung niên béo phì, quả thật không khoa trương chút nào. Nhưng bây giờ không còn chỗ nào để đi, coi như là về quê nghỉ dưỡng đi. Dù sao cũng không cần tăng ca, còn bao ăn bao ở. Xin chào. Tôi là vị hôn thê của anh. Tôi tên Lý Minh Châu. Cô là Lý Ngọc Thi sao? Xin chào, đồng chí Minh Châu. Tôi mới là Triệu Đại Thành.
huyền thoại nhạc dốc. Anh ấy đẹp trai quá. Trời ơi, thật không tệ với tôi. Không uổng công mình đã độc thân lâu như vậy. Cuối cùng thì cũng đến lượt mình được ăn ngon rồi. Ngày tháng còn dài, từ từ tìm hiểu. Chào mừng cô đến. Anh đẹp trai như vậy, còn lịch thiệp như vậy nữa. Anh ấy là tài xế của anh sao? Chính xác mà nói, là tài xế của xưởng quần áo. Nhưng xưởng quần áo là nhà anh ấy mở. Anh có xưởng sao? Anh còn có tài xế. Vậy tại sao họ lại nói anh là người thất nghiệp sống lang thang? Xưởng của tôi là xưởng tư nhân. Tôi cũng không có công việc chính thức gì cả. Cho nên, tôi hiểu rồi. Ông chủ bá đạo mở xưởng tư nhân vào những năm 80. Chồng của tôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Đồng chí Minh Châu, cô từ thành phố đến đây, để cô sớm ở đây. Thật là thiệt thòi rồi, không thiệt thòi, không thiệt thòi đâu. Đừng gọi tôi là đồng chí nữa. Tôi cũng là vợ anh rồi. Gọi tôi Minh Châu được rồi. Được, được thôi Minh Châu. Anh là người đã từng kết hôn, cũng có con rồi. Sao lại còn nhút nhát như vậy? Tôi chưa từng kết hôn. Tôi còn có việc. Tôi đi trước đây. Chạy cái gì chứ? Đẹp trai như vậy, còn là chồng tôi. Tôi có thể để anh chạy sao? Trước đây, tôi có nghe nói cô tính cách hướng nội, nhút nhát, không muốn cưới tôi. Nếu cô muốn hủy hôn, tôi tôn trọng quyết định của cô. Ai không muốn cưới chứ? Trước đây tôi có chút lạnh lùng. Nhưng mà lạnh lùng chỉ là vẻ bên ngoài của tôi thôi. Trái tim của tôi chỉ có thể vì anh mà nóng lên. Không tin. Anh sờ thử đi. Không nói chuyện sao? Tôi còn sống. Anh cũng còn sống. Trên thế gian này, sao có chuyện trùng hợp như vậy? Miệng của anh, trông nó có vẻ rất muốn hôn đấy. Ba ơi, không được bắt nạt ba của con. Không được bắt nạt ba con. Chào bạn nhỏ. Mẹ là mẹ kế mới đến của con. Mẹ là mẹ kế mới đến của con đây. Con nói là chưa từng kết hôn. Con bé đã lớn như vậy rồi. Ra đời lắm rồi đó. Có sao nói vậy? Tôi thật sự chưa từng kết hôn. Vivi, thực ra con bé được tôi nhặt về. Cái gì? Con bé bị mồ côi từ nhỏ. Người khác thấy nó xui xẻo nên không dám nhận nuôi. Tôi thấy con bé đáng thương nên đã dẫn con bé về đây. Mọi người trong làng biết chuyện liền đi đồn rằng tôi đã từng ly hôn gì đó. Thực ra tôi chưa từng ở với ai hết. Đẹp trai, tốt bụng, lại còn độc thân nữa. Tìm thấy kho báu rồi. Cho 10 điểm. Giới thiệu với cô, đây là con gái của tôi, Triệu Vivi, chào. Trong nhà còn có một người thím chăm sóc chúng tôi, tên là Thím Vương, ở xưởng có việc, tôi đi trước đây, Thím Vương. Tổng tài bá đạo của thập niên 80, lại gọi bảo mẫu trong nhà là Thím Vương. Thật máu lửa, Thím Vương, cô nói ai là bảo mẫu? Tôi là hàng xóm nhà bên của Đại Thành. Máu lửa cái gì? Tôi thấy cô mới xuôi máu đó. Là tôi đã lỡ lời. Thật xin lỗi nha Thím Vương. Không phải cô muốn độc thân đến cuối đời hay sao? Sao lại còn qua đây đeo bám Đại Thành vậy? Đúng là âm hồn bất tán mà. Lại thêm một bà già có vấn đề về đầu óc nữa. Cô, con nhỏ này tưởng mình là Dung Mama hả? Làm rơi đồ thì nhặt lên là được mà. Sao phải đụng tay đụng chân? Cô chỉ là người ngoài.
còn chưa chắc sẽ được gả vào đây nữa. Thật sự nghĩ mình là người nhà rồi hả? Tôi dạy dỗ con bé, cũng đến lượt cô quản sao? Mẹ thím, thím vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì đừng có mở miệng ra, hôi thối lắm. Tôi đã làm việc ở đây bao nhiêu năm nay, cậu ấy còn không mắng tôi một câu. Cô dám mắng tôi hả? Tôi sẽ không để cô bước vào Triệu gia đâu. Trời đất, lớn già đầu rồi còn đùa với lửa, không sợ đái dầm hả? Ra ngoài, mau lên, con ra ngoài chơi trước đi. Cái cô này, cô dám mắng tôi, hôm nay tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận. Không có gia thể thống gì hết, cô muốn làm loạn hả? Cô đợi đó cho tôi. Mẹ, sao mẹ lại để một con nhỏ ở trên thành phố về đây bắt nạt mẹ như thế hả? Mẹ đã xem nhẹ con nhỏ ngớ ngẩn đó rồi. Chúng ta đã nói rồi, về mặt chiến lược có thể coi thường kẻ thù, nhưng về mặt chiến thuật thì không được coi thường kẻ thù. Con gái, mẹ nói cho con biết, cô ta đến đây để đòi cưới anh Đại Thành của con đó. Cái gì? Cô ta nằm mơ đi. Anh Đại Thành chỉ có thể là của con. Mẹ, để con trả thù cho mẹ. Đi thôi. Họ Lý kia, cô dám bắt nạt mẹ tôi, còn dám cướp người đàn ông của tôi. Mở cửa, cô đi ra đây. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Trời đất, Lỗ Chí Thâm nhổ cây dương liễu là được lấy cảm hứng từ cô đó hả? Cô, con nhỏ đáng ghét, tôi nói cho cô biết, không ai trong cái làng này dám động đến mẹ con chúng tôi. Hôm nay cô chọc nhầm người rồi đó. Đúng, đúng vậy, hai người chính là bọn hung chơi với bọn rùa, một cặp hôi thối. Tôi đánh cô này, tôi có khả năng tốc biến đó. Cô còn chiêu nào nữa không? Cô nhào vô đánh tôi đi. Còn tiện tì, xem tôi hôm nay có cào nát mặt cô không. Hai người chúng tôi sẽ xử đẹp cô. Tới đi, tôi không sợ đâu. Ai đó cứu tôi với. Đại Thành, cô không sao chứ? Không sao cả, có trai đẹp ở đây mà. Cô bị sao vậy? Tôi đau quá. Cô bị thương ở đâu hả? Tôi có thể chịu được sự tấn công của bộ phù thủy với Lỗ Chí Thâm, nhưng không chịu được nỗi nhớ anh. Thấy ghê, thật vô đạo đức. Càng thật đó. Này, ở đây nhiều người lắm. Anh Đại Thành đúng là một con gà móng đỏ, vô liêm sỉ mà. Ở nơi đông người như vậy lại chẳng ý tứ gì cả. Cô, tôi với chồng tôi tình tứ thì có sao? Tôi có bắt mấy người nhìn không? Cút. Anh đừng trách tôi, vừa rồi tôi bị loạn thần kinh, cũng bởi vì trường hợp bất khả kháng thôi. Anh hiểu không? Đúng rồi, tối hôm nay tôi sẽ ở đâu? Tối nay cô ngủ chỗ của tôi đi. Cô tắm rửa thay đồ trước, tôi sẽ trải nệm cho cô. Lúc sáng còn thẹn thùng lắm mà, không ngờ buổi tối lại chủ động như vậy. Như vậy có phải quá đơn giản rồi không? Hay là tô thêm chút son? Triệu Đại Thành chắc là đã thích mình rồi. Tối nay còn đòi ngủ chung với nhau, anh ấy nhất định đã thích mình rồi. Anh chàng đẹp trai ơi, tôi đến đây. Anh Đại Thành ơi, tôi tắm xong rồi. Sao lại giả vờ ngại ngùng nữa?
Đâu rồi? Triệu Đại Thành đi đâu rồi? Triệu Đại Thành, cái chỗ này sao lại có sói nữa vậy? Sao lại để mình ngủ một mình thế này? Triệu Đại Thành, tôi ghét anh. Minh Châu, cậu muốn làm gì? Làm chuyện tôi thích làm. Con cũng đi rồi, anh còn sợ gì nữa? Minh Châu, chúng ta vẫn còn nhỏ, không được làm vậy đâu. Cô đừng như thế. Đừng mà. Minh Châu, chúng ta không thể làm chuyện phạm pháp được. Đủ rồi đấy. Bây giờ, hãy gọi tôi là Tony Lý. Để tôi xem nào. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi có mua cho anh bộ quần áo mới. Anh mau cởi bộ này ra, thay bộ mới đi. Tôi cởi ở đây hả? Đàn ông đàn ăn, mạnh dạn lên xem nào. Tôi phải cởi quần ở đây luôn sao? Không phải. Tôi ra ngoài đợi anh. Anh thay xong thì ra ngoài nhé. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Anh ấy mà sinh ra sau vài chục năm, kiểu gì cũng là thần tượng giới trẻ. Đau đầu kinh khủng. Toang rồi, đầu mình sắp được cài thêm phần mềm yêu đương rồi. Tiêu rồi, thôi toang rồi, không xong rồi, có chuyện rồi, anh Đại Thành. Sự mình có chuyện rồi, có người đòi đình công sao? Đây là chị dâu đúng không? Em đã nghe nói ông chủ có một cô vợ chưa cưới ở thành phố lâu rồi, chỉ là không ngờ chị xinh đẹp như vậy. Miệng cậu ngọt thật đấy, rất có tiền đồ. Em có gì nói đó thôi, xảy ra chuyện rồi còn không mau đến đó. Cái này là ghen tuông hả? Chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, cùng nhau đoàn kết đả đảo ông chủ ác độc. Đây là doanh nghiệp tư nhân, sau này chúng ta sẽ không có chế độ gì cả. Chúng ta phải yêu cầu ông chủ tăng lương. Tăng lương. Không lẽ anh thật sự là ông chủ ác độc chèn ép nhân viên đấy chứ? Tôi không có nhé. Chỉ là tôi nhận thấy cơ hội kiếm tiền, nên mới muốn dẫn mọi người cùng kiếm tiền thôi. Vậy những công nhân này có đãi ngộ thế nào? Doanh nghiệp công, lương mỗi tháng 60 tệ. Công nhân xưởng tôi, mỗi tháng 80 tệ. Mỗi ngày làm 6 tiếng, nghỉ cuối tuần, đã là thời đại nào rồi? Mức lương cao hơn, mức trung bình 33%. Còn biểu tình nữa, mức lương cao như vậy, nghỉ cuối tuần, một ngày chỉ làm có 6 tiếng đồng hồ, còn đòi đình công nữa. Thế này thì khác gì kiếm chuyện đâu. Mình trách nhầm Đại Thành rồi. Tiểu Trương, người đang đứng trên bục là ai vậy? Là tên chuyên dở trò, ham ăn miếng làm nhất xưởng đấy anh. Ông ta tên là Tô Bắc. Lý Minh Châu, cô là heo hả? Có mỗi tí việc, làm mấy ngày rồi vẫn chưa xong. Trước trưa hôm nay, tôi phải nhận được kế hoạch tổng thể của dự án, báo cáo tài chính và cả hợp đồng nữa. Không ra cái gì cả. Tô Bắc, lão đầu hói, mạng của công nhân cũng là mạng mà. Tôi có làm ma cũng không tha cho ông đâu. Phim được dịch, thuyết minh. Không phải cô ấy bị chập mạch rồi chứ? Làm ngày làm đêm 4 ngày liên tục, tội nghiệp thật sự. Minh Châu, cô biết ông ta hả? Biết nhiều là đằng khác. Có thành cho tôi cũng nhận ra.
đây không phải là Tô Bắc lúc trẻ sao? Cứu tôi. Còn có gì kịch tính hơn? Sau khi Xuyên Không lại gặp ngay, tên sếp từng vắt kiệt sức của mình chứ? Khoan đã. Giờ ông ta là nhân viên của Đại Thành. Vậy mình không phải là bà chủ sao? Bây giờ mình sẽ cho ông ta biết mình là ai. Đình Công, Đình Công đi. Chị dâu muốn làm gì vậy anh? Đình Công, ai vậy hả? Không biết nữa, ai thế nhỉ? Cô là ai? Tôi là bà chủ. Bà chủ của anh đấy. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Đừng có kiếm chuyện ở đây, tránh sang một bên đi. Cô ấy là vợ tôi. Những gì cô ấy nói là điều tôi muốn nói. Sao hôm nay mọi người lại tổ chức Đình Công vậy? Không lẽ là vì lương thấp quá sao? Một tháng 80 tệ. Xung quanh khu này không có chỗ nào lương cao hơn cả. Đúng, đúng đấy. Không lẽ là bởi vì công việc mỗi ngày quá nhiều, quá mệt mỏi sao? Công việc một ngày của xưởng còn không bằng công việc trong một tiếng của những xưởng khác nữa. Có đúng không? Đúng vậy. Vậy thì tại sao mọi người lại muốn Đình Công? Tại sao phải Đình Công chứ? Đúng đó, không hiểu nổi. Công việc này tốt biết bao. Đúng vậy. Mọi người nhìn cho rõ nhé. Cuộc Đình Công hôm nay chính là một âm mưu. Mà kẻ chủ mưu là ai chứ? Chính là anh ta, Tô Bắc. Mọi người đừng nghe cô ta nói bậy. Chúng ta phải đoàn kết, có hiểu không? Nếu như anh là chủ mưu, vậy anh cũng nên làm thêm chút việc cho mọi người chứ nhỉ? Ngày mai mọi người được nghỉ có lương. Đồng chí Tô Bắc đây sẽ giúp mọi người làm hết mọi công việc. Vỗ tay, hay, nói hay lắm. Nói quá chí lý, tốt quá rồi. Không được. Không làm. Tại sao một mình tôi lại phải làm hết công việc của mọi người? Nếu như anh không muốn làm thì chúng ta kết toán lương đi. Ngày mai anh không cần đến xưởng làm nữa. Đồng chí Tiểu Tô, chúc mừng anh Đình Công thành công rồi. Tốt, quá tốt. Đừng mà, đừng mà bà chủ. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin chị, miễn là chị đừng sa thải tôi sẽ không Đình Công nữa, sẽ không kiếm chuyện nữa. Anh Đại Thành, ông chủ ơi, tôi cầu xin anh. Tôi biết tôi sai rồi. Mọi người giải tán đi. Tô Bắc, Minh Châu, qua đây chút đi. Giải tán thôi. Triệu Đại Thành, anh lại muốn làm gì đây? Đừng nói là lại nổi lòng từ bi nữa đấy nhé. Tô Bắc, chuyện anh gây sự với Minh Châu xem như bỏ qua vậy. Chị ơi, xin lỗi chị, tôi biết là tôi sai rồi. Hãy cho tôi ở lại nhé. Tôi thật sự không phải muốn nhắm vào anh. Tôi biết sai rồi. Lý Minh Châu, cô là heo sao? Toàn bộ chiếc khấu hiệu suất tháng này rõ ràng là do ông ký mà. Trước đây tôi hỏi ông, trong hợp đồng có yêu cầu thay đổi gì không? Ông nói không cần đâu. Không phải là tôi muốn nhắm vào cô. Tôi nói là để hy vọng cô sau này làm tốt hơn thôi. Đợi sau khi công ty mở rộng quy mô, tôi sẽ chọn cô làm trưởng nhóm. Cô đấy, nhân lúc bây giờ còn trẻ, cố gắng nhiều một chút, học tập nhiều vào. Học tập đối với cô là việc quan trọng nhất đấy. Kiếm tiền chỉ là phụ thôi. Sau này cô phải xem công ty như là nhà của mình. Sau này công ty có chỗ đứng trên thị trường, cô chính là nguyên lão của công ty. Cô chính là cổ đông của công ty. Chị ơi, tôi biết tôi sai rồi. Tôi cầu xin chị, hãy để tôi ở lại đi. Nhận thức cao đấy. Như vậy đi, sau này tiền lương của anh giảm 40%. Bây giờ học tập là điều quan trọng nhất. Kiếm tiền chỉ là phụ thôi. Phải, chị nói phải. Anh đấy, phải coi xưởng của chúng ta như là nhà của mình vậy. Đợi khi xưởng phát triển mạnh, không phải anh sẽ là nguyên lão sao? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim. Đến lúc đó tôi sẽ để anh làm tổng giám đốc. Tôi tin tưởng anh. Thật sao? Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn ông chủ. Sau này tôi nhất định sẽ làm thật chăm chỉ. Tôi chắc chắn sẽ không lừa anh đâu. Đừng có tan làm là muốn về nhà liền nhé. Đừng làm chậm trễ chút công việc của mình nữa. Phải để mắt vào tương lai của toàn bộ xưởng. Hay quá. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng. Tôi đi làm việc đây.
Tại sao cảm giác lúc nãy lại quen thuộc đến vậy? Tô Bắc, không ngờ ông cũng có ngày này. Chẳng qua chỉ là con lừa già bị hói. Sau này, chiêu trò ngược đãi nhân viên và tài vẽ chuyện của ông, đừng nói là học từ tôi đấy nhé. Minh Châu, em lợi hại thật đấy. Nói mấy câu thôi, liền giải quyết được những phiền phức rồi. Cái này thì có là gì đâu chứ. Đúng rồi. Đại Thành, em cảm thấy chế độ của xưởng chúng ta cần thay đổi một chút. Như vậy thì sẽ tốt hơn. Vậy em nói thử xem. Anh thấy đấy, tiền lương của chúng ta đều giống nhau hết. Vậy làm nhiều hay làm ít, làm tốt hay không tốt, đều nhận lương giống nhau. Như vậy không công bằng với những người làm nhiều hơn. Đúng vậy. Sao anh không nghĩ tới nhỉ? Bảo vệ quyền lợi của họ là điều nên làm. Vì vậy, chúng ta nên dựa trên cơ sở này tăng thêm chút tiền thưởng. Làm nhiều được nhiều, phân chia theo việc. Em nói rất có lý. Chất liệu gì vậy? Mẹ kế ơi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Nhóc con, câm miệng, không được khóc. Đừng bắt tôi mà. Có người bắt cóc con nít. Vivi. Đại Thành, tôi nói cậu nghe. Cậu vừa đi được một lúc thì Lý Minh Châu liền thay đổi sắc mặt, đối xử không tốt với Vivi. Tôi nói tôi đi mua đồ ăn, kết quả khi quay lại thì không thấy Vivi nữa. Cậu nói xem, người phụ nữ này độc ác quá. Tôi sẽ hỏi thím lần cuối, Vivi và Minh Châu rốt cuộc đang ở đâu. Đại Thành, sao cậu không tin tôi? Chắc chắn là Lý Minh Châu làm lạc mất Vivi rồi. Cô ta không còn mặt mũi gặp cậu, cho nên cô ta chạy rồi. Tôi nói với cậu nhé, tôi nghe người khác nói Lý Minh Châu này khác chồng, khác ba mẹ. Cô ấy rất bất thường. Cậu tuyệt đối không thể cưới cô ấy. Cậu xem con gái thứ hai của nhà chúng tôi phúc hậu như vậy. Đúng đấy, anh Đại Thành, nhìn em xem. Em không tin anh không thích em đâu. Bà ơi, Vivi đều ở đây cả sao? Minh Châu, hai người rốt cuộc đi đâu vậy? Tụi em đi đâu thì phải hỏi người thím có lòng dạ rắn độc này rồi. Đại Thành, cậu nghe tôi giải thích đã. Giải thích gì chứ? Giải thích tại sao thím lại để đứa bé nhỏ như vậy bán cho bọn buôn người, còn muốn vu khống cho tôi. Cái gì? Đây là tiền lương tháng này, ngày mai thím không cần đến nữa. Đại Thành, cậu nghe tôi giải thích đi mà. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh Đại Thành, tất cả chỉ là hiểu lầm. Không có công việc này thì em và mẹ phải sống thế nào đây? Anh xem, mẹ em chăm sóc Vivi đã lâu như vậy rồi. Anh sẽ tha cho mẹ em phải không? Mấy người còn chưa đi sao? Cậu ngàn vạn lần không thể đuổi chúng tôi được. Tôi không thể mất đi công việc này. Bà ta diễn dữ thật đó. Cứ để bà ta đi như vậy, quá hời cho bà ta rồi. Thôi bỏ đi, Đại Thành. Cho bà ta một cơ hội vậy. Minh Châu, bọn họ vừa nãy còn vu khống cho em, em không để tâm sao? Không sao đâu. Được. Nhưng tôi có một yêu cầu. Sau này, hai người đều phải nghe lời Minh Châu, nghe thấy chưa? Thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Bà già này, tôi đã xem Chân Hoàn truyện tận 20 lần đấy. Bây giờ chị đây là đang trùng sinh đấy. Nữ hổ lộc Trân Châu, nếu đụng tới tôi sẽ cho bà biết tay. Tôi chỉ nghỉ ngơi chút, cô làm gì vậy? 9 giờ đi làm, 10 giờ bắt đầu nghỉ ngơi. Bên trong nhà đã quét dọn sạch sẽ chưa? Nếu thím rảnh rỗi đến như vậy thì đi vào trong nhà bắt muỗi đi, phân từng con được con cái. Nếu mà còn rảnh nữa, tìm một cục than rửa sạch sẽ. Tôi cái gì mà tôi. Nếu không muốn mất việc thì nhanh làm đi. Cảm giác trả thù xong thật quá sướng. Buông bỏ phẩm chất con người, tận hưởng cuộc sống thiếu đạo đức.
Có đau không? Làm xấu đi thuần phong mỹ tục. Minh Châu, cô bị thương ở đâu? Hình như là bị thương trong tim rồi. Bởi vì nhìn thấy anh đó nên nhịp tim tăng nhanh quá rồi. Triệu Đại Thành, anh có thích em không? Anh thích. Tại sao lại thích? Là vì em là người mà anh đưa xính lễ sao? Là vị hôn thê đã đính hôn? Không phải. Anh thích em là vì em chính là Lý Minh Châu. Giống hệt như lời em đã từng nói trước đó. Tựa như một yếu tố bất khả kháng vậy. Như định mệnh đã chỉ định hai ta. Anh tỏ tình sớm quá đi. Em không tin vào định mệnh, không phải tỏ tình. Là lời nói chân thật nhất trong lòng anh. Anh lớn lên không cha không mẹ. Trước khi gặp em, anh luôn cảm thấy bản thân mình là một phần dư của thế giới. Mà sau khi gặp em, anh rất vui vì mình còn tồn tại trên đời. Khoảnh khắc đó, khi đối diện với em, nháy mắt như phản chiếu ánh sáng. Ba và dì đang làm gì thế? Minh Châu, những chiếc váy mà em thiết kế bán cực kỳ chạy. Bây giờ khắp nơi quanh đây đều là hàng của chúng ta. Bây giờ, dù là các cô gái trẻ hay là cô dâu mới cưới, hầu như ai cũng có một cái. Em nhìn xem, đây là tiền anh vừa bán một lô hàng cho em đấy. Nhiều tiền vậy. Chồng ơi, chúng ta thực sự kiếm được rất nhiều tiền. Chúng ta thực sự có thể thoát khỏi vùng quê rồi. Hay là chúng ta lên thành phố xem đồ đi. Đi xem các quầy hàng hoặc gì đó. Cửa ải hùng vĩ, con đường dài tựa như sắt. Và đây chính là những bước đi đầu đời của chúng ta. Đi, vào thành phố. Đi, đi thôi. Phục vụ nhân dân. Minh Châu, anh có việc đi ra đây một chút. Em chăm sóc cho con nhé. Được. Này, bà chủ, cái này bán như thế nào? Đúng thật là cô sao? Lý Ngọc, Lý Minh Châu. Mẹ, mẹ ơi, đây chính là đứa con ngoài giá thú của người chồng lưu manh đã ly hôn của cô sao? Làm mẹ kế cho đứa con ngoài giá thú là cảm giác thế nào? Vợ chồng Lý Kiến Quốc quả thật là không có phẩm chất. Nuôi một con chó vừa xấu xí, vừa thích sủa bậy. Ban ngày không trói cậu lại, thả cậu ra để cậu đi cắn người. Cậu thích ở trong nhà vệ sinh mà. Ra ngoài, rẽ trái, tự nhiên. Này cô qua đây. Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Đây là nơi gì chứ hả? Cái loại nhà quê, nghèo kiết xác này cũng có thể mua đồ ở đây sao? Cái này, cô biết bổn thiếu gia là ai không? Ba tôi là Lý Kiến Quốc, là quản đốc xưởng Thị Miên. Khắp nơi trong vùng, ai mà không để mặt ông ấy. Cô ở đây cái gì mà cái gì? Chỉ là quản đốc xưởng thôi. Xem cậu kiêu ngạo kìa. Ai cho cậu sự tự tin đó? Lương tịnh như sao? Hóa ra là đại thiếu gia nhà quản đốc Lý. Tha thứ cho sự mù quáng của tôi, chán tôi thật chứ. Hai cái tên nhà quê này. Đại thiếu gia nhà quản đốc Lý lên tiếng rồi. Các người mau cút đi. Lúc nãy tôi cứ tưởng là có người đứng về phía tôi. Không ngờ cô cũng giống như Châu Trí Tường, là một con chó khinh người, còn xúc phạm người khác nữa. Đúng là tên nhà quê, không có chút tố chất nào cả. Tố chất sao? Đối xử với những kẻ rác rưởi như các người, nếu tôi nuốt vào bụng những lời tục tĩu, vậy chẳng phải trái tim tôi sẽ bị vấy bẩn sao? Hơn nữa, những câu ghê tởm đó được xuất hiện trên đời không phải là để miêu tả những thứ bẩn thỉu như các người sao? Cô dám đánh con gái tôi? Ôi trời, đừng đánh nữa. Còn cậu nữa. Lý Minh Châu, cô là người đàn bà đanh đá. Đanh đá sao? Để cậu được học hành chăm chỉ, nhưng cậu lại thích đi chăn heo. Vốn từ lại nghèo nàn đến vậy. Hôm nay tôi sẽ thay ba mẹ cậu
dạy dỗ cậu một trận. Hôm nay cô Tiêu chắc rồi, tôi sẽ không để cô bước ra khỏi cửa hàng này. Quản lý ơi, có chuyện rồi. Tôi xem ai dám đến hợp tác xã để gây rối. Mau gọi cho đồn cảnh sát. Đợi đã, tôi xem ai muốn báo cảnh sát. Anh chính là Triệu Đại Thành sao? Không ngờ một kẻ nhà quê mà ăn mặc cũng giống con người quá chứ. Điều đó cũng không thể che đậy được vẻ nghèo nàn của anh đâu. Đúng vậy đó. Vợ của một kẻ lưu manh nhà quê làm sao có thể mua nổi đồ của cửa hàng tôi. Ôi trời, ông chủ Triệu, sao anh lại ghé qua cửa hàng rồi? Vừa rồi, trong cửa hàng có một chút sự cố. Lát nữa, tôi sẽ đuổi hai người họ ra ngoài. Một người là vợ của tôi, một người là con gái của tôi. Ông muốn đuổi ai? Hóa ra là người nhà của anh. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Người nhà của anh chính là người nhà của tôi. Lúc đầu không có sự giúp đỡ của anh, tôi cũng không mở nổi cửa hàng này. Một kẻ quê mùa như anh ta, sao lại có người quen ở đây chứ? Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao? Xảy ra chuyện, chỉ biết gọi ba gọi mẹ, không thì sủa như cún con, chẳng có bản lĩnh gì cả. Lý Minh Châu, đừng có mắng tôi kiểu vòng vo như vậy. Triệu Đại Thành, anh có biết anh đã kết hôn với người phụ nữ lẳng lơ không? Anh đâu có biết, tôi cũng ngại nhắc tới nữa. Ôi trời mẹ ơi, lúc đầu cô ta biết cô ấy không thể ở lại Lý gia, nên luôn tìm cách để ở lại. Cô ta đã cởi hết quần áo rồi bò lên giường tôi. Ôi mẹ ơi, đồ vô liêm sỉ, cái đồ không biết xấu hổ. Anh kết hôn với một người như thế, anh không thấy ghê tởm sao? Trời ơi, sao lại có loại phụ nữ vô liêm sỉ như vậy? Loại phụ nữ như vậy ai mà dám cưới? Anh không biết người phụ nữ này lúc quyến rũ tôi đã làm gì đâu. Ôi thật kinh tởm. Đại Thành, cậu ta nói nhảm. Vợ tôi bị mù mới thích cậu đấy. Còn đòi quyến rũ cậu sao? Bộ dạng cậu thế này, có cho nó thèm lấy. Nếu có lần sau, trước khi nói dối, làm một bãi rồi tự soi lại mình đi. Triệu Đại Thành, Lý Minh Châu, hai người các người đúng là một cặp trời sinh, đều là cặn bã. Hôm nay tôi nhất định phải xả được cơn giận này. Đại Thành, ngầu quá đi. Lát nữa sẽ còn ngầu hơn. Vừa rồi là ai nói vợ tôi không xứng mua đồ trong cửa hàng này? Không, không ai nói thế cả. Đây là văn bản phê duyệt và thư giới thiệu, mời quản lý Lưu xem qua. Cửa hàng này tôi sẽ mua nó. Đủ đủ rồi ông chủ Triệu. Bây giờ cửa hàng này là của anh, muốn xử lý thế nào thì xin hãy cho biết. Hai tên này vừa rồi đã bắt nạt vợ tôi, đuổi ra ngoài hết đi. Được thôi Triệu tổng, cút, cút đi. Ngầu quá đi. 100 điểm. Triệu tổng, dù cho gió có thổi sóng có đánh, anh vẫn đi dạo trong khu vườn yên bình. Khoan đã, Triệu Đại Thành, phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại gì nữa? Anh kéo rèm lại đã. Để em đợi lâu rồi. Ba ơi, con muốn ba, trả ba lại cho con. Sao thế con? Sao thế? Vivi, ba ở đây. Ba ơi, con sợ tối, con muốn ngủ với ba. Nhìn em làm gì? Em có thể giành ba với trẻ con được sao? Anh
Đi ngủ với Vivi đi. Vậy anh đưa con bé đi trước. Đi nào, Vivi. Khơi ngọn lửa lên, rồi bỏ chạy mới tức chứ. Không sao, không giận, không sao cả. Giận điên lên, đâu ai chịu dùng mình. Lại là bà lão họ Vương đó. Tự làm tự chịu, đáng đời. Chồng này, thế giới sau này ấy, ai nhìn xa trước thì người ấy giàu trước. Anh học xong tiếng Anh thì học phần mềm máy tính đi. Kiếm được tiền rồi thì đầu tư bất động sản. Đảm bảo 30 năm sau sẽ nằm trong 10 tỷ phú hàng đầu Trung Quốc. Vậy em dạy anh tiếng Anh trước đi. Ông cử. Có sự. Nó có nghĩa là đương nhiên. Anh học cái này trước đi. Đọc theo em nào. Em. Em yêu anh. Anh yêu em. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên và yêu em mãi mãi về sau. Anh yêu em hơn tất cả, mọi thứ trên đời. Anh biết nói tiếng Anh hả? Trước đó, có học một chút, nhưng chưa có dịp nào phát huy. Anh đi trước thời đại nhiều đấy. Năm 87 đã học tiếng Anh rồi. Vậy anh có biết câu anh vừa nói nghĩa là gì không? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Không thể chối từ. Anh yêu em. Chọn đời chọn kiếp. Không xong rồi, có chuyện rồi. Vivi bỏ nhà đi rồi. Thím Vương, có phải lại là do thím làm lạc mất Vivi rồi không? Không phải tôi. Là do Vivi tự bỏ nhà đi. Có người nhìn thấy luôn. Nó chạy ra ngoài rồi. Mau chia nhau ra tìm đi. Vivi, con ra đây đi. Con ở đâu? Chị ơi, cho tôi hỏi chút. Chị có thấy một bé gái cao chừng này, tóc buộc đuôi ngựa hai bên không? Không thấy. Đại Thành, anh đừng hoảng. Vivi còn nhỏ, con bé chưa đi xa được đâu. Em qua bên đó tìm thử. Được, Vivi ơi. Vivi, con bé này, sao con hư vậy hả? Con có biết ba con tìm con lo lắng thế nào không hả? Đúng vậy, là tại con không ngoan. Dì đánh con đi. Quả nhiên, mẹ kế sẽ không thích con. Dù sao thì con cũng không phải dì sinh ra, nên con mới chạy ra đây, không làm trước mắt hai người nữa. Sao con lại nói những lời này chứ? Con có nói sai đâu. Sự tồn tại của con là dư thừa. Sau này ba và dì có em trai rồi, sẽ đuổi con ra khỏi nhà, hoặc là đưa con lên núi ở. Con không phải con ruột của hai người. Con là đứa con không ai thích cả. Ai nói chứ? Con sẽ luôn là con của mẹ. Con đừng có nghĩ mẹ xấu như thế chứ. Mẹ chỉ là mẹ của con muộn một chút thôi. Mẹ cũng đang cố gắng trở thành một người mẹ tốt mà. Con tin mẹ, có được không? Mẹ. Vivi, Minh Châu, Đại Thành, con không sao cả. Vivi, con nói mẹ nghe, là ai dạy con nói những lời vừa rồi vậy? Là bà Vương ở nhà kế bên. Mấy ngày nay, bà ấy luôn nói với con như vậy. Con không muốn ba mẹ ghét con, nên mới tự mình chạy ra ngoài. Lại là bà già họ Vương đó. Lần này không thể để bà ấy ở đó nữa. Về nhà đã. Đi thôi Vivi, để ba chút giận cho con. Thế này, các cậu có bài hát mà ai cũng biết hát không? Ngọn lửa giữa trời đông. Được, chúng ta tập cái này, chuẩn bị, bắt đầu. Em như một ngọn lửa giữa trời, đêm đông. Ngọn lửa rực cháy, đốt cháy cả tôi. Lý Minh Châu, Triệu Đại Thành,
Đi theo anh về nhà, em đang huấn luyện nhóm nhạc nam. Anh xem, bọn họ có đẹp trai không? Em chỉ tốn có 300 tệ. Chừng này đủ không? Đi. Hóa ra bá tổng thời đại này cũng thích lấy tiền ném vào người. Ông trời ơi, có phải trước đây ông nghĩ con làm trâu làm bò quá vất vả, nên sau khi cho con sống lại đã thưởng cho con? Ông trời ơi, con hạnh phúc quá. Theo anh về nhà. Vậy chúng ta chơi nhạc gì, hay là ngồi coi kịch tình yêu? Em có chắc là em muốn cưới anh không? Chắc mà. Vậy tại sao lúc nãy em lại gọi tên đầy đủ của anh, không gọi anh là chồng? Em có nghe nhầm không? Anh đang ghen sao? Phải, em chính là vợ anh. Anh thấy em cùng người đàn ông khác ở cùng nhau, anh cảm thấy không vui. Hiểu rồi. Có tính chiếm hữu, em có thể có bạn khác giới. Anh không có gia trưởng, nhưng em là một cô gái ở bên một đám đàn ông. Bọn họ sẽ xem. Anh biết không, lúc anh bảo anh đang ghen, rất đẹp trai đấy. Chàng trai, anh đang chơi đùa với lửa. Chơi đùa với lửa sẽ có kết cục gì? Trở thành người đàn ông của em, sau đó bị em ăn thịt. Vậy thì càng tốt. Minh Châu, ở xưởng anh còn có chút việc, anh đi trước đây. Đây chính là máy phát thanh duy nhất trong thôn này. Dự kiến sáng nay sẽ có hiện tượng nhật thực toàn phần trăm năm có một, sẽ xuất hiện ở nhiều nơi trên đất nước chúng ta. Mẹ ơi, sau này ba với mẹ có con, mẹ muốn con trai hay con gái? Vivi thích em trai hay em gái? Thích em trai. Tại sao vậy? Mọi người trong thôn chỉ thích con trai. Bọn họ nói mẹ con chỉ vì sinh một đứa nuôi tốn cơm như con mà đã qua đời. Mẹ khó sinh nên ba đưa đến bệnh viện. Kết quả trên đường xảy ra chuyện là con đã hại ba mẹ mình. Đừng nghe bọn họ nói gì. Bọn họ còn nói mẹ khác ba mẹ mà. Con xem, ba mẹ nuôi và ba mẹ ruột của mẹ không phải đều đang sống tốt sao? Thế giới sau này, con trai và con gái sẽ ngày càng bình đẳng hơn. Thật sao? Vậy những người con gái sau này có phải muốn làm gì cũng được không? Thế giới sau này có phải mọi người đều sống rất hạnh phúc không? Lý Minh Châu, bộ cô là heo hả? Chút việc như này làm mấy ngày rồi vẫn chưa xong. Trước buổi trưa hôm nay, tôi muốn xem kế hoạch tổng thể của dự án, báo cáo tài chính và cả hợp đồng nữa. Chẳng được tích sự gì. Lão đầu hói Tô Bắc, mạng của nhân viên cũng là mạng. Vivi, thế giới tương lai có thể không tốt đẹp như vậy, nhưng mà Vivi của chúng ta có thể học hành chăm chỉ, cố gắng trở thành một người sống có quy tắc. Nếu là như vậy, con có thể làm cho bản thân và những người khác hạnh phúc. Mẹ con sẽ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, trở thành đứa bé ngoan của mọi người. Vivi, hiểu chuyện không hẳn là điều tốt. Là con gái của mẹ, không cần phải quá hiểu chuyện, cũng không cần để ý quá nhiều đến ý kiến của người khác. Con chỉ cần vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta sống trên đời không phải để làm hài lòng kỳ vọng của người khác, đúng không? Nào, mẹ chỉ con vẽ tranh nha. Lý Minh Châu, đi ra đây cho tôi. Trưởng thôn bảo cô đi theo chúng tôi một chuyến. Đời người có đắng cay ngọt bùi, châu ngựa tô điểm cho cuộc sống.
Thím Vương, lâu rồi không gặp. Nay thím lại đến, tô điểm cho cuộc sống của tôi sao? Cô đừng có ở đây mà đắc ý. Cô sắp sửa tiêu đời rồi. Cô mau đi với chúng tôi một chuyến. Mẹ ơi, không được bắt nạt mẹ con. Vi Vi ngoan, con ở nhà làm bài tập cho xong. Đợi mẹ về nhé. Mẹ sẽ không bị bắt nạt đâu. Có thật không? Thật mà. Vào đi. Dẫn cô ta đi. Đi. Nhanh chân lên. Mau lên. Chuyện này là sao? Sao đông người vậy? Có người tố cáo, nghe nói cô đã khởi tử hồi sinh ngay tại linh đường. Chắc chắn cô đã bị cái gì đó không sạch sẽ nhập vào người rồi. Là tai họa, sẽ gây nguy hiểm cho cả làng. Hôm nay trưởng thôn đã mời một đại sư giỏi nhất đến trừ tà cho cô, trừ hại cho dân. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim. Trời ơi, quả nhiên con người vào lúc bất lực nhất thật sự sẽ chỉ có thể cười thành tiếng mà thôi. Đừng có ăn nói lung tung ở đó. Người đâu? Trói cô ta lại cho tôi. Làm gì vậy? Đang giữa ban ngày ban mặt lại chơi trò gì vậy hả? Buông ra. Ngoan ngoãn đi. Mời đại sư vào việc. Hách hách âm dương, nhật xuất đông phương, ngô sắc thư phủ, phổ tảo bất tường. Ông không phải là người lập kế hoạch trò chơi cấp độ thứ 5 sao? Yêu quái, cô không thoát được đâu. Điên thật sự. Đừng đến đây. Đứng yên đó. Các vị đồng hương thân mến, trước giờ tôi chưa từng làm việc gì có lỗi với mọi người hết. Ngược lại đó là hai mẹ con nhà thím Vương chưa làm được gì tốt cho thôn cả. Hình như cũng đúng. Đúng, đúng rồi. Mọi người đừng ở đây nghe lời cô ta nói dối. Ba mẹ nuôi của cô ta nói cô ta là một con quái vật chui ra từ quan tài, là yêu quái cải tử hồi sinh. Chuyện này thật là đáng sợ. Nhìn cô ta xinh đẹp như vậy, hóa ra là một con yêu quái. Tôi chịu thật đó. Không phải đã nói rồi sao? Mấy cái yêu ma quỷ quái đều là đồ giả thôi. Thảo nào anh Đại Thành lại bị mê hoặc đến vậy. Hóa ra cô là một con hồ ly đáng ghét. Cô không nói, tôi cũng không biết được. Hóa ra Đại Thành lại thích tôi đến vậy. Đại sư, mau cho con hồ ly tinh đáng ghét này biết tay đi. Ông không có năng lực thì đừng làm vậy. Ông có biết vi khuẩn dạ dày rất dễ lây lan không? Lấy hơi thở từ núi lửa, hấp thụ ánh sáng đất trời, hóa thành cát tường. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lạnh. Thiêu cô ta, thiêu nó đi. Thiêu cô ta, không cho sống. Xem Lâm Tránh Anh nhiều quá rồi hả? Tôi không phải là hồ ly tinh. Làm gì vậy? Mấy người đang phạm tội đấy. Mau thả tôi ra. Yêu quái, hiện nguyên hình đi. Chuẩn bị đúc đi. Thiêu cô ta, thiêu nó đi. Cứ bắt tôi nói xạo. Vậy để chị đây diễn chung với mấy người. Tôi đây là thần tiên trên trời, đến thế gian này là để cứu giúp chúng sinh. Mấy người dám hại tôi, không sợ bị báo ứng sao? Sao cơ? Lý Minh Châu, cô đừng có rảo biện. Hôm nay cô sắp tiêu đời rồi. Gào gì nữa vậy? Tôi đã tiêm phòng bệnh dại rồi. Tôi còn sợ thím hả? Cô xuống địa ngục đi, gặp Diêm Vương rồi nói. Hôm nay tôi, nếu tôi mất trong tay lũ quái vật cứng đầu mấy người, tôi sẽ ám thím suốt đời. Cầm đi. Đại sư, có thể đốt lửa trừ tà chưa? Cô ta hôm nay tiêu đời rồi. Năng lượng đất trời, úng ba la, ác quỷ bóng đêm, gỡ bỏ phong ấn. Chẳng lẽ cô ta thật sự là thần tiên sao? Là giả cả thôi. Mọi người đừng tin cô ta. Đây không phải là nhật thực sao?
Thần tiên đã tức giận rồi hả? Thần tiên trên trời, xin hãy tha thứ. Chúng tôi biết sai rồi. Thần tiên đừng giận nữa. Còn không mau cởi trói cho tôi. Chẳng lẽ còn muốn tất cả gặp tai ương sao? Tôi cởi trói cho cô. May mà Đại Thành cho mình cái máy phát thanh nên mình nghe được dự báo thời tiết. Nếu không bà đây, hôm nay gặp họa rồi. Còn dám thiêu tôi? Thần tiên bớt giận. Thần tiên tỷ tỷ, chúng tôi không có ý mạo phạm. Hôm nay các người bất kính với tôi, mau khai kẻ chủ mưu. Nếu không từng người một đều sẽ bị trừng phạt. Là bà ta. Cả cô gái này nữa. Là bà ta. Còn có bé hai đấy. Đúng đấy. Mấy người điên rồi phải không? Đánh gãy chân bà ta đi. Đều tại bọn họ. Mỗi một người đều sống trên đời như nhau thôi, nhưng lại thông đồng làm bậy. Hy vọng lá rau trong tay họ sau này sẽ không biến thành bàn phím, không thèm dùng não suy nghĩ, đạp lên đạo đức làm người, chỉ trích người khác. Tiên nữ, gọi tôi là chị Minh Châu. Được, chị Minh Châu. Chị muốn xử lý họ như thế nào? Lật mặt nhanh thật đấy. Có phải là trưởng thôn không vậy? Đuổi hai người họ ra khỏi thôn, để không làm hại người khác nữa. Chị Minh Châu, quả nhiên là có tấm lòng Bồ Tát. Phải. Nếu mà đem đi so sánh với trưởng thôn Vương lúc nãy đòi thiêu sống tôi có tấm lòng Bồ Tát hơn nhiều. Không phải. Vừa rồi đều là hiểu lầm. Ông không phải trưởng thôn sao? Làm việc nói gió là mưa, không động não suy nghĩ sao? Tôi đề nghị ông về nhà nên ăn nhiều quả ốc chó vào đi, bồi bổ cho não. Chị Minh Châu nói phải. Tôi nghĩ là chị cũng mệt rồi. Tôi bảo bọn họ đưa chị về nhà nghỉ ngơi trước nhé. Chuyện hôm nay tuyệt đối đừng để bụng nhé. Để bụng hay không, xem tâm trạng của chị đây nữa. Cáo từ. Mẹ ơi, mẹ không bị bà xấu xa bắt nạt chứ? Đương nhiên rồi. Mấy người làm gì vậy? Hôm nay chúng tôi đã mạo phạm rồi. Thần tiên tỷ tỷ, đây là thành ý của mọi người, xin cô hãy nhận nó. Đúng vậy đấy. Đây là bột ngô mà gia đình chúng tôi tự trồng rồi xay thành bột. Một chút thành ý. Thần tiên tỷ tỷ, đừng để bụng nữa nhé. Đừng như vậy. Đừng gọi tôi là thần tiên tỷ tỷ. Cái danh thần tiên tỷ tỷ này không phải ai cũng có thể đảm nhận được. Gọi tôi chị Minh Châu là được. Được, chị Minh Châu. Con gà này là nhà chúng tôi nuôi. Chị mang về nấu canh tẩm bổ nhé. Ở nhà không thiếu đồ ăn. Mọi người cầm về hết đi. Không cần khách sáo như vậy. Nếu chị không nhận, chúng tôi sẽ không đi đâu. Còn đe dọa nữa sao? Vậy mọi người, để xuống đi. Được, được rồi. Minh Châu, Minh Châu này, em không sao chứ? Để anh xem thử. Em có bị thương ở đâu không? Đừng xem nữa. Em không sao. Em đừng lừa anh. Tiểu Trương nói với anh, em bị đám người trưởng thôn bắt đi mất rồi. Ai dám bắt nạt em chứ? Không phải em đang rất khỏe mạnh sao? Thật sao? Anh xem những thứ này, đều là hàng xóm cho đấy. Anh lao muốn điên lên đây. Trên đường về đây anh luôn suy nghĩ, em mà xảy ra chuyện, anh phải làm sao đây? Bọn họ sao lại cho số đồ này thế? Ăn xong em sẽ giải thích cho anh nghe. Em đói rồi. Được. Đi thôi, ăn cơm nào. Giao cho anh đấy. Cho nên nói, tất cả mọi chuyện đều là công lao của máy phát thanh. Đây gọi là cập nhật thông tin. Triệu Đại Thành, nếu như em thực sự không phải là một người bình thường như bọn họ nói, anh có đối xử với em giống bọn họ không? Làm sao như vậy được? Hơn nữa, đối với anh, em luôn là người đặc biệt mà. Có ai cho rằng người mình thích là người bình thường không?
Huống hồ, em thông minh xinh đẹp như thế, độc nhất vô nhị. Với anh mà nói, em giống như thần tiên vậy. Vivi vẫn còn ở đây. Nói xến xúa như thế. Ba mẹ, con về phòng làm bài tập trước đây. Được. Đúng rồi, Minh Châu. Anh muốn đi gặp ba mẹ ruột của em. Lúc đầu, anh chỉ đưa tiền cho người mai mối, không đến thăm hỏi gì cả. Từ lúc em rời khỏi Lý gia, anh cảm thấy điều này không phù hợp lễ nghi. Ba mẹ ruột, tôi nuôi con trai lớn như vậy, đổi lấy một đứa con gái không có giá trị, chỉ là món hàng phải bù thêm tiền. 10 đứa như nó cũng không bằng một đứa con trai. Chí tưởng cho dù có đến Lý gia, cũng là con trai của chúng ta. Thằng nhóc cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Một người đàn ông gà trống nuôi con thế kia, đưa cho người mai mối 5.000 tệ tiền xính lễ, nó gả qua đó coi như làm chút chuyện tốt cho Chí Tường vậy. Tôi nói cho cô biết, 5.000 tệ đó tôi đã cho Chí Tường, cho nó cầm đi rồi. Cô đi hay không, tôi mặc kệ cô. Lý Ngọc Thi ơi, Lý Ngọc Thi, trước đây cô đã trải qua chuyện gì vậy? Đáng thương thật đấy. Về thăm hỏi đôi vợ chồng yêu con hơn mạng đấy cũng được. Tôi sẽ giúp cô chút giận. Minh Châu, em đang nghĩ gì vậy? Em chỉ đang nghĩ đi gặp ba mẹ ruột của em. Chúng ta nên chuẩn bị quà gì cho họ? Cứ giao việc này cho anh. Không cần. Để em. Em sẽ chuẩn bị cho họ một món quà cực kỳ độc đáo. Ba. Mẹ. Ba ơi, mẹ ơi. Minh Châu, chúng ta gọi lâu vậy rồi, cũng không ai ra mở cửa. Không phải họ đi ra ngoài rồi chứ? Anh đợi em chút, em vào trong xem thử. Ba. Mẹ. Chào chú, chào gì, gọi hai người nửa ngày rồi cũng không trả lời. Sắc mặt tệ thế. Bệnh rồi sao? Muốn con đưa hai người đến bệnh viện không? Đồ sao chổi. Cô nguyền rủa ai bệnh thế? Tôi thấy cô mới bị bệnh đấy. Gặp cô là xui xẻo. Không muốn tôi đưa hai người đi bệnh viện cũng được. Trực tiếp đưa tăng vậy cũng không phải là không được. Cô dám. Sao cô lại nói như vậy? Đại nghịch bất đạo mà. Cái đồ âm hồn bất tán. Sao cô lại quay về đây? Chắc chắn là bị đuổi về rồi. Bây giờ quay về chắc chắn là bị người ta từ hôn rồi. Cái đồ khắc chồng. Sao chúng tôi lại có người con gái như cô chứ? Không dễ dàng gì gả cô đi, vậy mà lại bị người ta từ hôn. Sau này tại cô mà chúng tôi sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Đúng đấy, hàng bị trả về này. Tôi sớm nghe Lý gia nói cô ta khắc chồng, khắc ba mẹ, căn bản là khó gả đi. Bây giờ thì hay rồi, còn bị người ta từ hôn. Lần này càng không ai cần cô nữa. Tôi nói cho cô biết, Lý Minh Châu, Châu gia chúng tôi không thể nuôi cô. Đừng nghĩ đến việc ở Châu gia chúng tôi cũng không cần cô. Ai nói không có ai cần cô ấy chứ? Tôi cần. Tôi còn tưởng là ai. Hóa ra là đứa lang thang vô công dỗi nghề. Trưng diện nhìn không giống ai, chỉ được vẻ ngoài. Cậu vừa muốn có vợ, lại vừa đòi tiền xính lễ. Nói cho cậu biết, 5.000 tệ xính lễ đó tôi đã đưa cho con trai để nó cưới vợ rồi. Đừng hòng đòi lại. Chẳng trách hai người là vợ chồng. Để tôi đặt cho hai người một cái tên ngầu hơn nhé. Chồng hèn vợ hung. Có loại ba mẹ ruột mẫu mực như hai người. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Châu Chí Tưởng lại ngu si như vậy. Cô dám mắng con trai tôi hả? Cô là đồ sao chổi. Tôi nói cho cô biết, cái nhà họ Lý gì đó có dạy cô làm phụ nữ không vậy? Tôi không có nghe nhầm chứ? Làm phụ nữ còn phải dạy nữa sao? Vậy mẹ bà không có dạy bà sao? Nếu mà bà ấy có dạy bà, vậy thì bà ấy quá thất bại rồi. Xuất sinh. Tôi không có đứa con gái như cô. Tôi chỉ có con trai là Châu Chí Tưởng thôi. Sao mà gấp thế? Đừng có nóng. Để tôi nói ông nghe. Cái thằng con trai không có tí máu mủ nào của ông, Châu Chí Tường, đừng nói là 5.000 tệ xính lễ. Cho dù ông bà đưa cho cậu ta 10.000 tệ, dù nhà cậu ta chất đầy tiền, cũng không có cô gái nào thích cậu ta đâu.
Hôm nay tôi sẽ đánh cô nhiều tử cho xem. Tôi sẽ tung cú rút chữ U, đấm móc từ dưới lên, rồi liên tiếp thêm hai đấm nữa, cho răng của ông rụng hết luôn. Ông biết ơn tôi đi là vừa. Hôm nay có tôi ở đây, đừng hòng động vào cô ấy. Mấy con lừa của thôn này, cả ngày rảnh rỗi không có gì làm nên đá vào đầu hai người hả? Tôi tưởng ông bà già nhà họ Lý đã đủ cạn lời rồi, nào ngờ cao thủ lại ở ngay đây, bán con gái ruột của mình để lấy tiền sính lễ, đưa tiền cho con trai người khác lấy vợ. Trơ trẽn không gì bằng. Cô ăn nói mất nết như vậy, mở miệng ra là chửi mắng ba mẹ, không sợ trời đánh thánh đâm hả? Người đứng bên cạnh bà không phải đã nói tôi không phải con gái ông ta sao? Bây giờ lại thành ba mẹ tôi rồi. Với lại, nếu có một ngày thật sự bị trời đánh, không phải sẽ chọn hai người để ra tay trước sao? Nếu biết trước năm đó sinh ra thứ hãm tài này, tôi sẽ sinh thêm một thằng con trai nữa. Đúng là đồ sao chổi. Chuyện qua lâu vậy rồi, cô còn tìm đến tận nhà kiếm chuyện với con tôi. Đúng là đồ mất dạy. Minh Châu, chúng ta không cần loại ba mẹ này. Đi thôi, em không đi. Hôm nay em phải cho bọn họ biết thế nào là đúng sai trắng đen. Vì tôi là con gái nên các người đối xử tệ với tôi. Nhà các người có ngai vàng, phải có người kế vị hả? Một thằng con trai thì làm được gì khiến các người nâng niu vậy hả? Con trai có thể hương khói cho chúng tôi, chăm sóc khi chúng tôi về già, trăm năm sau còn cúng bái cho chúng tôi. Đúng vậy, nếu không có con trai thì không ngẩng đầu lên ở nhà trông được. Người khác cười nhạo, nói chúng tôi không có người nối dõi. Con gái là món hàng lỗ vốn, chỉ khi lấy chồng mới được chút sính lễ, không thì chả nhờ được cái gì. Chả nhờ được gì hả? Mở miệng ra là bảo con gái vô dụng. Vậy sao các người đến được thế giới này vậy? Chỉ cần có cha là được sao? Phụ nữ vô dụng, vậy ông lấy vợ để làm gì? Sống một mình cả đời không phải tốt hơn sao? Con nhỏ này, tức điên lên mất. Tức cái gì hả? Bà là nam hay nữ? Mở miệng là bảo phụ nữ vô dụng. Không lẽ bà là quái thai bán nam bán nữ? Nực cười thật. Tự mình bảo mình vô dụng, vẫn có can đảm sống tiếp trên thế giới này. Da mặt của bà cũng dày thật đó. Cô, quả nhiên là cô. Thím Vương, sao thím lại ở đây? Còn không phải nhờ phúc của con hồ ly tinh bên cạnh cậu. Tôi với bé hai bị người của thôn đuổi ra khỏi thôn, nên mới đến đây. Nghe bên này ồn ào nên tôi đến xem thử. Thật không ngờ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lại gặp lại con nhỏ khối này. Thím Vương, trên người bà có thiết bị định vị theo dõi người ta hả? Tôi nói cho cô biết, đừng có ra vẻ ở đây, đến nhà ba mẹ mình mà không có phép tắc như vậy. Bà biết đây là nhà ba mẹ tôi nữa. Bà chỉ tay năm ngón ở nhà tôi, ra thể thống gì? Trước khi nói người phải nhìn lại mình. Nếu bà rảnh quá thì ra chuồng heo làm việc đi. Lý Ngọc Thi không biết lớn nhỏ gì cả, thật là mất mặt nhà họ Lý. Thứ nhất, tên tôi không phải Lý Ngọc Thi, tôi là Lý Minh Châu. Sai tên là rắc rối lắm đấy. Thứ hai, cái nhà đó cũng đâu có mặt mũi gì. Tôi làm mất cái gì chứ? Bà nói vậy là vu khống người khác đấy. Ngồi đi, Lý Minh Châu. Đồ không biết xấu hổ, cút đi, im miệng. Cậu nghĩ cậu là ai? Đây là nhà tôi, cậu bảo tôi im thì tôi phải im sao? Tôi là ai hả? Trả đây cái bà này. Vốn dĩ nể mặt của Minh Châu, tôi mới chuẩn bị quà cáp đến ra mắt ông bà đàng hoàng chính thức, không ngờ lại là loại ba mẹ thế này. Con rể, cái này cho ba mẹ hết hả? Xin lỗi con nhé, con rể. Tuyệt vời. Số tiền này là Đại Thành sợ tôi đói nên mới mang theo đó. Sao con đói được chứ? Con xem, về nhà mình rồi, ba mẹ nấu cho con ăn. Đúng đó, hôm nay trời cũng tối rồi, đừng đi nữa, cứ ở nhà mình đi nhé. Đừng ngại, bà ta cũng ở chung luôn hả?
Bà ta, ra chuồng gà chơi, tránh ra chỗ khác. Còn đợi chút nhé, đi mau. Sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ. Em mắng bà ta lâu như vậy cũng không khiến bà ta tỉnh ra được. Vừa móc tiền ra là họ tỉnh ngay. Đúng là thần y. Tất cả là nhờ vợ dạy giỏi. Cố gắng học tập nhé. Tuân lệnh cô giáo. Uống nước đi con. Uống miếng nước đi. Con trai lớn nhà mình đẹp quá. Lý Minh Châu, bước ra đây cho tôi. Cha nam tiện nữ, chiếm đoạt tài sản, đền tiền cho tôi. Mới sáng sớm la lối cái gì vậy? Học chợ hả? Con trai lớn của mẹ, đẹp trai quá đi. Thế nào? Nhà ba mẹ trong thành phố không có gì ăn, nên bảo cậu về quê ăn vạ hả? Con chó muốn gặm xương, cũng biết vẫy đuôi xin chủ. Cậu muốn tiền mà chỉ biết sủa thôi hả? Bớt nói nhảm đi. Đây là nhà họ Châu, cũng là nhà tôi. Cô ngủ trong phòng tôi thì phải đưa tôi tiền. Con trai cưng của mẹ, nuôi con không phí công mà. Giảm xí. Cha mẹ hai nhà đều là của cậu. Tiền từ hai túi, không tha túi nào. Cô, thôi bỏ đi. Minh Châu, nếu cậu ta muốn tiền thì cứ cho là xong. Cậu muốn bao nhiêu? Bao nhiêu hả? 50 sao? Thời đại này 50 đủ để ở khách sạn sang trọng nửa năm. Tôi còn ở căn nhà cũ nát này sao? 50? Cô nghĩ tôi là ăn xin sao? Vậy cậu muốn bao nhiêu? 50 ngàn? Bao nhiêu? Tài các người hư hết rồi sao? Cậu Tiểu Lý nói là 50 ngàn. Tôi biết các người có. Mau đưa tiền đây. Thím Vương, thím có tham lam quá không? Sao chuyện xấu nào cũng có thím vậy? Đừng nói với tôi những điều này. Tôi không muốn nghe. Mau đưa tiền đi. Minh Châu, cái này làm sao bây giờ? Yên tâm. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim Châu Á. Đừng nhút nhát. Ban ngày ban mặt nằm mơ gì vậy? Để tôi sống trong căn nhà nát mà lấy tôi 50 ngàn. Nếu không biết, còn tưởng tôi đặt dịch vụ đặc biệt gì đó. Cả huyện có mấy người là triệu phú vậy? Tôi 30 năm sau liều mạng làm việc, một năm còn không kiếm được 50 ngàn. Hôm nay tôi đây sẽ nói cho cậu biết. Muốn tiền không có, muốn mạng thì cậu thử xem. Mẹ ơi, cứu con. Đừng đụng vào con tôi. Mẹ bảo vệ con. Im lặng. Nhớ năm đó, kẻ khoác lác chém một nhát từ trên đầu tôi. Tôi cầm hai con dao, từ phố Tây Cống đến phố Tứ Phương. Ai có thể không biết, xanh con cầm hai dao tôi đây. Tôi đã lăn lộn ở ngoài từ khi mười mấy tuổi, trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được ngày hôm nay. Cô như vậy là phạm pháp. Vợ ơi, chúng ta dùng cái này. Con nhỏ kia, cô chỉ cầm cái gậy giỏng mà muốn làm khó tôi. Vừa rồi là tôi không chú ý. Cô đợi đó. Ba mẹ, ba mẹ không biết nhỏ này tệ đến mức nào đâu. Con vừa về Lý gia, cô ta liền cởi hết đồ muốn trèo lên giường con, chính là muốn ở lại thành phố. Cậu nói cái gì? Quả thật là xui xẻo. Sao lại nuôi một đứa con gái như vậy? Thật không biết xấu hổ. Cũng may không để cô ta nhận tổ quy tông. Đúng vậy. Con trai, cậu không nói thì tôi quên mất. Lý Ngọc Thi đã chịu bao nhiêu sự bắt nạt. Người không ra gì như cậu, triệt sản cậu, chính là đóng góp cho xã hội. Ôi trời, con trai của tôi, làm sao đây? Được rồi đó. Các người cũng không cần bế cháu nữa. Có thể hưởng phúc rồi. Cũng không cần phải tiết kiệm tiền cho đứa con cưng của các người. Tiết kiệm tiền, lấy vợ, tốt biết bao. Thanh toán phí triệt sản, tôi sẽ gọi cảnh sát. Cô bồi thường cho con trai tôi. Minh Châu, cái này gọi cảnh sát được đó. Mau gọi cảnh sát đi. Chỉ cần ông gọi cảnh sát,
những người hàng xóm từ ngoài kia đều đến xem náo nhiệt. Ngày mai, trời vừa sáng, tất cả mọi người đều sẽ biết đến con trai cưng của ông, Châu Chí Tương, bị phụ nữ đánh cho vô sinh. Đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát mà. Gọi cảnh sát rồi, cả thôn này mọi người đều biết. Vậy thì mọi người sẽ cười nhạo con thôi. Ai mà ra tay hay vậy chứ? Chỉ có thể là vợ tôi, Minh Châu. Ai dám nói mà không có chứng cứ? Bà đây sẽ để nó không phát triển nổi. Lý Minh Châu, Triệu Đại Thành, các người đợi đó cho tôi. Tôi sẽ không tha cho các người. Con trai, mẹ ơi. Đã mấy giờ rồi? Sao vẫn chưa về? Sao uống nhiều rượu vậy? Nào, lau người. Đây là lần đầu tiên em thấy anh uống nhiều vậy, cũng dễ thương. Anh như vậy rất quyến rũ. Lý Minh Châu, em có thể tự trọng hơn một chút không? Những chuyện như vậy, con gái cũng dám chủ động sao? Uống rượu tới mất trí rồi sao? Em đừng đụng vào anh. Lý Minh Châu, tôi nói cho cô biết, tôi không thích cô nữa. Anh nói cái gì? Tôi nói là tôi không thích cô nữa. Chúng ta dừng lại đi, anh uống say rồi. Em rót cho anh chút nước, tôi không say. Cho dù là uống say thật thì lời nói lúc say đều là thật lòng cả. Lý Minh Châu, cô còn muốn tôi nói sao nữa? Triệu Đại Thành, trên thế giới này cả ba và mẹ em đều ghét em. Những người khác nhắm vào em vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì em vẫn còn có anh. Bây giờ anh bảo em rằng anh không còn yêu em nữa. Tại sao vậy? Dựa vào đâu? Xin lỗi Minh Châu, em không cần xin lỗi. Em không muốn nghe lời xin lỗi. Thời đại này không phải là xe ngựa, thư từ đều rất chậm. Cả đời chỉ yêu một người sao? Minh Châu, nghe tôi nói này, anh nói anh không yêu nữa là không yêu nữa sao? Vậy em phải làm sao? Minh Châu, cô có thể kiếm một người phù hợp hơn. Dù sao chúng ta cũng chưa kết hôn, anh cho em một lý do đi. Nếu như anh nói với em điều gì đó vớ vẩn, như chúng ta không thích hợp, anh có người trong lòng hay gì đó, mấy kịch bản vớ vẩn làm em khó chịu, em sẽ khiến anh giống như Châu Chí Tường, nửa đời sau chỉ có thể làm thái giám. Cô ngủ ngáy rất to. Tôi không thích ứng được. Anh thật sự muốn không thích cá nhân phải không? Chia tay thì chia tay, ai không chia tay làm chó. Anh nhớ cho kỹ, là tôi đá anh. Tạm biệt. Triệu Đại Thành, tên cặn bã nhà anh. Năm 1987 mà không có thư giới thiệu thì chỗ để ở cũng không có. Mình nên đi đâu đây? Đây không phải là Lý Minh Châu sao? Tại sao cô vào thành phố rồi? Sao lại vẫn có thể đi dạo trên phố thế? Hai người nhất định phải làm khó tôi sao? Bây giờ tâm trạng không tốt đến đây gây chuyện với tôi phải không? Tôi không phải là con trai của hai người. Gãy đi cái chân thứ ba, tôi đi dạo ở đây thì sao? Làm sao nào? Còn sao nữa? Triệu Đại Thành, chưa bị bắt đi sao? Theo như tôi được biết thì phải bị bắt từ lâu rồi. Ông nói bắt cái gì? Bị ai bắt đi hả? Còn có thể là ai? Tất nhiên là cảnh sát bắt đi rồi. Lẽ nào còn bị yêu quái bắt đi? Cô thật sự không biết chuyện nhà họ Triệu sao? Sao anh ấy lại bị bắt chứ?
là do Châu Chí Tường phải không? Châu Chí Tường lại làm gì Đại Thành vậy? Ai làm gì cậu ta chứ? Là do cậu ta mở cái xưởng tồi tàn đó, để đầu cơ trục lợi, bị cảnh sát bắt rồi. Cô là vợ của cậu ta, cô cũng phải bị bắt đi chứ. Đúng đó, Chí Tường nhà chúng ta là người tốt tố cáo. Đầu cơ trục lợi, đó là tội nặng đấy, gây hại cho gia đình. Cô làm lỡ chuyện kết hôn của con trai tôi, cô và người đàn ông của cô đáng bị xử tử. Xử tử sao? Trước đây là do tôi sai. Dù sao chúng ta cũng là mẹ con, cầu xin bà, bà cứu Đại Thành được không? Ai là mẹ con với cô chứ? Bớt bắt quàng làm họ đi. Ở đây tôi vẫn còn, đều cho bà hết. Nếu không đủ tôi sẽ đưa cho bà thêm. Làm ơn hãy cứu Đại Thành. Ai thèm tiền mật của cô chứ? Hại đời con trai tôi. Cô cứ dứt khoát ở nhà đợi thi thể của Triệu Đại Thành đi. Đại Thành. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Đại Thành đồ ngốc nhà anh. Nếu mà anh không còn sống nữa, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đại Thành, chờ em tới cứu anh. Triệu Đại Thành, anh mau mở cửa ra đi. Mình không tin, anh ấy chắc chắn không bị bắt đi. Anh ấy không có đầu cơ trục lợi, chắc chắn là tới công xưởng rồi. Triệu Đại Thành, anh Đại Thành, anh ra đây cho em. Chị Minh Châu. Cái gì mà chị Minh Châu? Gọi tôi là bà chủ. Sao mỗi lần một kiểu thế này? Dạ vâng, chào bà chủ. Anh có thấy ông chủ của anh đâu không? Triệu Đại Thành, anh ấy đâu rồi? Tôi không nhìn thấy. Sao vậy? Ông chủ xảy ra chuyện rồi sao? Anh, bây giờ đến đồn cảnh sát, đi hỏi rõ chuyện cho tôi. Triệu Đại Thành có đầu cơ trục lợi không? Vụ án đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi sao? Tôi chỉ là một người làm công nhỏ thôi. Thêm nữa, tôi vẫn chưa hoàn thành công việc của mình. Nhưng mà đầu cơ trục lợi là án lớn đó. Anh chưa làm xong việc thì cứ đi đến đồn cảnh sát rồi quay về làm tiếp. Rốt cuộc là anh sợ đến đồn cảnh sát hay là sợ mất tiền lương vậy? Đây không phải là điều anh dạy tôi sao? Tôi đã dạy cô nói điều này từ khi nào vậy? Mau đi đi. Mau. Trời đất ơi. Sao rồi hả? Có một tin xấu và một tin tốt. Cô muốn nghe cái nào? Tin xấu trước đi. Ông chủ của chúng ta đúng là bị bắt rồi. Lúc tôi đến đó, cảnh sát đang thẩm vấn anh ấy. Tôi phải đi cứu anh ấy. Vẫn còn có một tin tốt mà. Nói đi. Cảnh sát đã nói rõ rồi. Lúc tôi ở đó, ông chủ đã được thả tự do rồi. Sao anh không nói sớm? Minh Châu, anh vừa định đi tìm em. Đây không phải là đại anh hùng sao? Sao nào, thoát trong gang tấc nên đến tìm em hả? Anh xin lỗi Minh Châu. Triệu Đại Thành, anh nghe cho kỹ đây. Em ghét nhất những người đàn ông tự cho mình là đúng. Nhìn anh lúc ra vẻ chẳng đẹp trai chút nào. Anh muốn tốt cho em thôi. Anh không muốn liên lụy đến em. Muốn tốt cho em hả? Anh có biết em muốn cái gì không? Vậy em muốn gì nào? Em chỉ muốn anh thôi. Được. Vậy anh không muốn tốt cho em nữa. Anh muốn tốt cho anh. Về nhà với anh nhé.
Lúc chia tay đã nói rồi mà. Ai không chia tay thì làm chó. Em không dễ dỗ vậy đâu. Go go go. Đi thôi. Chỉ lần này thôi. Không có lần sau. Minh Châu, chân em sao vậy? Đi bộ cả ngày rồi, bị bong gân. Đại Thành, trước đây anh nói em ngáy to là thật hả? Anh gặp em đó. Từ khi nào anh học cách gạt người ta vậy? Còn câu nào là giả nữa không? Anh không thích em. Vậy còn thật lòng thì sao? Thiên Nhược Hữu Tỉnh Thiên Diệp Lão, Nhân Gian Chánh Đạo, Thị Thương Tăng. Nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà anh ấy đẹp trai như vậy, anh ấy nói gì cũng hay. Đại Thành, vụ án của anh rốt cuộc xử lý như thế nào vậy? Họ nói đó là một vụ án rất nghiêm trọng. Sao cảnh sát lại thả anh ra sớm như vậy? Chính sách bây giờ được điều chỉnh lại hết rồi. Sau này đất nước sẽ phát triển kinh tế mạnh mẽ. Anh không những không bị đàn áp mà còn được nêu gương. Châu Chí Tường đã bị anh kiện rồi. Bây giờ chắc là đã vào tù rồi. Vậy thì hay quá. Chúng ta đi đón Vivi đi. Vivi sao? Đang nghỉ hè mà. Để con bé ở nhà cô họ trên thành phố chơi thêm vài ngày nữa. Một đám trẻ con chơi với con bé cũng sẽ vui hơn. Để nó chơi đi. Cho con bé chơi thêm vài ngày nữa. Triệu Đại Thành, Lý Minh Châu, hai đứa đê tiện hèn hạ, hại con trai tôi vào tù. Hai người trả con trai tôi lại đây. Lúc trước tôi xin bà cứu Đại Thành, bà không cứu. Nếu chuyện này được giải quyết riêng, sẽ không có rắc rối như vậy rồi. Con trai bà giờ đang ở trong tù. Tất cả là do hai người quá nuông chiều mà ra. Hai người đừng có cãi chảy cãi cối. Hai người đã hại con trai tôi. Tôi sẽ bắt con gái hai người phải chôn cùng với con trai tôi. Vivi, ông đã làm gì Vivi rồi? Người ngay thích nói thẳng. Con bé đó bây giờ đang ở trong tay tôi. Nói cho hai người biết, phải nghĩ hết mọi cách đưa con trai tôi thoát ra. Nếu không thì tôi sẽ cho hai người cả đời không được gặp lại con gái của mình. Đi. Vivi là tại vì anh mới bị bắt cóc. Chuyện này không trách anh. Đã đến lúc phải chấm dứt rồi. Đánh một lần cho bọn họ chừa. Độc ác, xúc sinh. Sao mấy người dám? Dám đào mộ tổ tiên Lý gia chúng tôi lên. Đại nghịch bất đạo. Thật là quá đáng. Đây mới là cái đầu tiên thôi. Đợi lát nữa, tôi cho tổ tiên 18 đời nhà ông lên. Từng người chào hỏi ông nha. Lý Minh Châu, rốt cuộc cô muốn cái gì hả? Trả lại con gái tôi. Còn không mau kêu người mang một con chó vàng lớn đến đây. Để sau này hai người có cúng bái cũng chỉ có thể lại con chó. Cô đê tiện bị ủi. Còn có việc gì đê tiện hơn việc bắt cóc con gái tôi? Mau cút đi. Chính cô đã hại con trai tôi vào tù, nên chúng tôi mới bắt cóc con gái cô. Ý của bà là con trai bà không có tội? Là cảnh sát bắt nhầm người sao? Để tôi kể mấy cái này với cảnh sát, bà sẽ được cùng con trai mình ngồi tù suốt phần đời còn lại. Tôi còn chưa nói con trai bà phạm tội gì nữa kia. Con trai tôi. Bà ơi, trả lại con cho hai người. Mau tránh xa mộ tổ tiên nhà tôi ra. Vivi, con không sao chứ? Con không sao. Sưởng trưởng, không hay rồi. Tô Bắc mang bản vẽ thiết kế của chúng ta bỏ chạy rồi, còn móc nối với nhiều khách hàng của chúng ta. Bây giờ hàng hóa ở xưởng đều bị trả lại. Cái gì? Anh đừng vội. Chúng ta đến nhà máy xem thử đã. Vivi, ngoan ngoãn ở nhà, đợi ba mẹ về nhé.
Đóng gói tất cả hàng bị trả, lên xe đi. Minh Châu, chúng ta bị trả hàng nhiều như vậy, em còn làm gì vậy? Đại hạ giá, cứ giao cho em. Xuất phát. Các anh em, các chị em, đi ngang qua, đừng bỏ lỡ. Hoan nghênh mọi người đến, xe bán hàng ưu đãi. Duyên phận mở ra từ đây. Tháp Thanh Sơn bên ngoài núi. Lên xe lựa đồ, không sầu lo. Bạn đến xem, tôi đến xem. Ở đây không nói thách giá. Xinh đẹp, lịch lãm, cá tính. Mặc lên là có thể hạ gục hoa hậu. Đống quần áo này, giá gốc là 20-30 tệ. Bây giờ, có cần đắt như vậy không? Không cần. Giá gốc 20-30. Bây giờ, mọi thứ đều là 10 tệ. Tất cả ở đây, đều 10 tệ. Có hời hay không? Quá hời. Tôi nói một con số. 10 tệ. 3 cái. Được, bây giờ mọi người có thể. Muốn cái nào? Lên xe trả tiền cái đó. Tôi đếm ngược nhé. Chỉ duy nhất chuyến này. Chậm tay thì hết. 3, 2, 1. Lên xe. Còn 3 cái cuối cùng là hết rồi. Chỉ duy nhất một chuyến. Ưu đãi đặc biệt. Không có, không có nữa đâu. Mau đến giành đi, mau giành lấy đi. Minh Châu, em lợi hại quá đấy. Em còn bất ngờ gì mà anh không biết không? Đây chỉ là bước đầu thôi. Nếu có mạng viễn thông, một đêm có thể kiếm mấy chục ngàn tệ đấy. Tất cả mọi việc đều là nhờ vào miệng lưỡi. Vợ ơi, khi nào thì có mạng viễn thông chứ? Mạng viễn thông là gì? Không ngờ có một ngày mình lại trở thành bà trùm bán hàng. Chặng đường dài phía trước. Kiếm tiền nhiều quá rồi. Em thích kiếm tiền như vậy sao? Có người lao động nào mà không thích tiền chứ? Có tiền, mua tiền cũng được. Hơn nữa, lần này em có thể trở thành bà chủ từ hai bàn tay trắng. Đúng rồi. Em nghĩ rằng chúng ta phải tạo ra thương hiệu của riêng mình. Có thương hiệu, càng kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy em muốn làm thương hiệu gì? Thế ra Đông Bắc. Được, đều nghe em hết. Đây là cái gì? Chưa từng nghe qua. Xem những thứ loại loại này. Đúng đấy. Đúng là phí tiền. Mắc mà không thực tế. Minh Châu, cái này cũng không được. Còn chưa bắt đầu biểu diễn đâu. Yên tâm. Chắc chắn được. Bạn mặc đồ, tôi mặc đồ. Thế ra Đông Bắc thật sự rất rẻ. Bạn đến mua, tôi đến mua. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng. Xinh đẹp, lịch lãm, được người yêu. Các vị, hôm nay Thế gia Đông Bắc của chúng tôi khai trương cửa hàng mới. Hoan nghênh các vị tiểu tiên nữ vào cửa hàng để mua đồ. Lễ năm nay không nhận quà, chỉ đến nhận quà của Thế gia Đông Bắc. Đúng, không phải chỉ là cửa hàng quần áo thôi sao? Làm gì lớn như vậy, cứ thích phô trương. Thế gia Đông Bắc chúng tôi là thương hiệu độc quyền. Chỉ cần anh mặc vào, sẽ là người tạo nên xu hướng thời trang đấy. Hơn nữa, chúng tôi còn có dịch vụ giao hàng tận nơi. Trong vòng 7 ngày, được phép hoàn hàng, hoàn tiền. Giao hàng tận nơi. Vậy nhà mẹ tôi ở sát bên cạnh, cô cũng có thể giao sao? Có thể giao. Được hoàn hàng, hoàn tiền trong 7 ngày sao? Anh đã mua quần áo nhà chúng tôi. Nếu như anh không thích, chúng tôi có thể cho anh 7 ngày hoàn tiền, hoàn hàng mà không cần lý do. Hơn nữa, trong thời gian này sẽ được bảo hành, không để anh tiêu một xu vô ích nào. Minh Châu, chiêu này của em hay quá. Bạn mặc đồ, tôi mặc đồ. Thế ra Đông Bắc thật sự rất rẻ. Bạn đến mua, tôi đến mua. Xinh đẹp, lịch lãm, được người yêu. Minh Châu, giàu rồi. Chúng ta giàu rồi. Thế gia Đông Bắc chúng ta bây giờ cực kỳ bán chạy. Bây giờ trên đường đều đang mặc quần áo Thế gia Đông Bắc chúng ta. Em xem, bán chạy là tất nhiên rồi. Đây là một kế hoạch tiếp thị, đã được dùng mười mấy năm rồi. Thành công trong mọi trường hợp. Nhưng có điều, kiếm được nhiều tiền hơn em nghĩ đấy. Bây giờ chúng ta có phải là người giàu nhất huyện này không? Không chỉ huyện đâu. Bây giờ chúng ta là người giàu nhất cả tỉnh. Vậy anh có tiền rồi, sẽ biến chất không? Sao có chuyện này được? Người ta đều nói, đàn ông khi có tiền rồi đều sẽ bị biến chất. Cái này, người xấu hay không,
có liên quan gì đến tiền bạc chứ? Số tiền này, cùng lắm cũng chỉ là một máy soi nhân tính, làm cho người xấu lộ ra bản chất thật của mình, làm cho người chân thành càng chân thành hơn. Vậy anh thuộc loại người nào? Anh là người chân thành yêu em. Đúng là dẻo miệng. Nhưng mà em nghĩ rằng ngành dịch vụ ăn uống chúng ta cũng có thể làm thử một chút, gọi là lẩu vui vẻ, chắc chắn là rất nổi đấy. Được, nghe lời em hết. Nhưng mà lẩu vui vẻ này của chúng ta là món ăn gì vậy? Bán lẩu. Trọng tâm là phục vụ và nguyên liệu đấy. Tương theo nguyên tắc, khách hàng chính là thượng đế. Thượng đế, đó chính là ông trời. Anh hiểu chút rồi. Nếu không, chúng ta thử làm một bữa lẩu vui vẻ đi. Những nguyên liệu nhỏ và trái cây này đều là chúng ta phải cung cấp miễn phí cho khách hàng. Khách hàng có bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta đều phải cố gắng hết sức để đáp ứng. Nhất định phải phục vụ cho toàn diện. Phục vụ như thượng đế mới có thể đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Nào, há miệng ra. Anh làm gì vậy? Em đang giảng cho anh hiểu khái niệm phục vụ của lẩu vui vẻ. Thì anh đang học đây. Khách hàng là thượng đế. Anh coi em như là khách hàng đầu tiên của anh. Đút khách hàng một miếng đồ ăn không phải là điều nên làm sao? Trò ngoan dễ dạy. Trai đẹp đút cho ăn, vậy càng tăng chất lượng phục vụ rồi. Lẩu vui vẻ của chúng ta còn cần phải thêm một món đặc biệt nữa. Nồi lẩu thép. Nồi lẩu hai ngăn. Còn có món em yêu thích nhất, thịt nướng nồi. Minh Châu. Minh Châu, em sao vậy? Em tỉnh lại đi. Thịt heo hầm. Công ty. Không thể nào. Triệu Đại Thành, Lý Minh Châu, cô không ở công ty còn muốn đi đâu? Đi làm chỉ biết ngủ, tôi trừ tiền lương một ngày, trừ luôn tiền thưởng, không phải chứ? Thật sự đã quay trở lại. Quên đi, đã chịu uất ức lâu vậy rồi mà. Từ trước cũng không sao cả. Cho dù có mất mạng, so với tăng ca làm trâu làm ngựa, đỡ mệt hơn nhiều. Trừ tiền thưởng năm. Ông nghĩ ông hay lắm hả? Lại giả vờ có đúng không? Trước đây tôi chưa có dạy dỗ ông phải không? Ông ở đây giả vờ cái gì vậy? Cô kêu tôi là gì? Sao cô lại nói chuyện với tôi như vậy? Có chuyện gì vậy? Cô ấy sắp khùng rồi. Nói tôi bắc như vậy, không sợ ông ấy đuổi sao? Tôi bắc. Ông chỉ là một người năng lực kém, là một tên rác rưởi chỉ thích bóc lột nhân viên. Tôi nói chuyện với ông như vậy đấy, làm sao nào? Chúng tôi đều là con người, mỗi ngày luôn nói cái này mắng cái kia. Chúng tôi là nhân viên, chứ không phải gia súc. Ông mắng nhân viên như thế nào, tôi sẽ mắng ông như thế đó. Chị Minh Châu cuối cùng cũng bị ép đến điên rồi. Thế hệ chính ít dám cãi lại ông chủ. Tôi cái gì mà tôi? Kiến thức và kỹ năng ông đều không có, ngoài việc ăn cắp chiến lược của công ty khác, chỉ biết vẽ ra những ảo tưởng cho nhân viên. Mấy ngày nay tôi mới biết ông trước đây sao chép mẫu thiết kế gốc của người ta, dựa vào trộm cắp lợi dụng để phát tài. Ông là một người không có não, rác rưởi đạo đức bại hoại. Có một ông chủ như vậy, cái công ty này không sập mới là lạ đó. Cái gì? Ông chủ kiếm tiền bằng cách ăn cắp mẫu gốc của người khác, quá không có đạo đức rồi. Cô, có phải ông muốn nói làm được thì làm, chứ đừng có kéo người khác xuống. Tôi nói cho ông biết, có thể mở kinh doanh thì mở, không mở được thì nghe tôi mắng. Mỗi ngày bắt chúng tôi chi tiết hóa mọi thứ, bắt chúng tôi làm thêm giờ để thể hiện thái độ. Ông có biết câu này không? Tiền nào của nấy. Với mức lương ông đưa ra, chúng tôi hoàn toàn không cảm thấy áy náy. Nói hay lắm. Lý Minh Châu, cô bị sa thải. Cô mau cút cho tôi. Bồi thường tiền vào tài khoản của tôi. Nếu không, tôi sẽ tặng ông một túi quà về vi phạm luật lao động. Cái công việc tệ hại này, ai thích thì làm đi. Tôi không làm nữa. Bà đây không có làm nữa. Minh Châu, em tỉnh rồi. Đại Thành,
May mà chỉ là nằm mơ, không phải trở về thật. Nếu không, người chồng đẹp trai của mình và số tiền tiêu mãi không hết đều mất hết rồi. Minh Châu, đây là bệnh viện. Sao lại máu cho thế? Tại sao em lại ở nơi này? Bác sĩ nói với anh, bác sĩ nói cái gì? Đừng nói với em là có thai rồi. Bác sĩ nói với anh là em ăn quá nhiều, ngất xỉu. Ý của anh là em ăn quá nhiều và ngủ tiếp đi, nên anh đưa em đến bệnh viện. Em ngủ, anh đánh thức em dậy là được rồi. Làm như có chuyện lớn vậy, còn đưa em vào bệnh viện làm gì? Anh đã gọi rồi, sau đó thì sao? Nhưng em vẫn không tỉnh. Đại Thành, có anh, Triệu Đại Thành, anh đây. Sau này khi em gọi anh đều phải trả lời em. Được. Vivi, chúng ta đi đâu trước đây? Trước tiên chúng ta lái xe vòng quanh thị trấn, cho đám người họ Vương, họ Lý kia và nhà họ Châu đều nhìn thấy hết. Em nghĩ tới cảnh bọn họ nghiến răng vì tức tối ghen tị, liền thấy vui. Ai bảo bọn họ trọng nam khinh nữ chứ? Được, vợ của anh ưu tú như vậy, những người đó đều có mắt không chồng, nhất định hối hận đến ngất. Được rồi, chúng ta đi thôi, xuất phát thôi. Đi. Lên xe. Thế ra Đông Bắc chúng ta phải nhanh chóng mở thêm chi nhánh. Hơn nữa, lẩu vui vẻ cũng phải nhanh chóng chuẩn bị. Quán trà sữa cũng phải chuẩn bị nốt. Cửa hải cao như tường sắt, nhưng phải vượt qua khó khăn để thành công. Được, đều nghe vợ hết. Em đã nói với anh về những thứ chưa hề xuất hiện trong thời đại này. Sao anh từ trước đến giờ chưa hề chất vấn em, cũng không có tò mò? Chẳng lẽ anh cũng là mẹ ơi, con muốn ăn kem que. Được, để mẹ mua cho con. Mẹ ơi, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo vậy? Đến Bắc Kinh, mua 10 căn hộ trước. Bắc Kinh? Sau Bắc Kinh thì sao? Chúng ta đi đâu tiếp? Đi Châu Hải. Châu Hải sao? Đi Châu Hải để làm gì? Đi mua điều hòa.